Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Công ty OK Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ tới mọi người về một số yếu tố kháng dinh dưỡng có trong đậu nành. Mọi người cùng tìm hiểu với em nhé. Thì đậu nành vốn là một nguyên liệu phổ biến và là nguồn dinh dưỡng tốt cho cả người và vật nuôi. Chúng chứa hàm lượng protein cao từ 37 đến 42%. Cùng với hàm lượng axit amin phong phú cân bằng. Tuy nhiên thì chúng lại chứa một số yếu tố kháng dinh dưỡng mà nếu mà chúng ta không biết và xử lý chúng thì sẽ làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của vật nuôi cũng như là làm giảm giá trị dinh dưỡng của đậu nành. Thì một số các yếu tố kháng dinh dưỡng mà mọi người đã có thể quen thuộc như là các axit phytic hay là các NSP hòa tan. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay em muốn chia sẻ tới mọi người về ba yếu tố kháng dinh dưỡng mà mọi người thường hay không hay để ý tới. Thứ nhất đó là chất ức chế trypsin, thứ hai đó là chất kháng nguyên và thứ ba là oligosaccharide. Thì đối với chất ức chế trypsin hay còn được gọi là chất ức chế protease thì nghe tên mọi người đã có thể đoán được tác hại của chúng. Đó là ức chế cái khả năng phân giải protein của các enzyme tiêu hóa trong cơ thể như là trypsin hay là chymotrypsin. Bằng cái cách là chúng gắn kết với các enzyme tạo thành một phức rất là bền, làm các enzyme không tiếp xúc được với cơ chất của mình hoặc có thể tiếp xúc nhưng cũng không phân giải được các cơ chất đó, từ đó làm giảm cái khả năng tiêu hóa của cơ thể. Đồng thời là các cơ chất mà không được phân giải thì chúng sẽ bị đẩy xuống ruột già, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có hại như là E. coli hay là Salmonella phát triển, từ đó làm tăng cái khả năng gây tiêu chảy ở vật nuôi. Thứ hai đó là các chất kháng nguyên. Thì kháng nguyên ở trong đậu nành chủ yếu là globulin với thành phần chính là beta-conglycerin và glycerin. Thì qua nhiều nghiên cứu đã cho thấy là các chất kháng nguyên này có ảnh hưởng đến các phản ứng miễn dịch của ruột non, gây ra các phản vệ thụ động qua da, làm tăng tỷ lệ tế bào lympho cũng như là nồng độ cytokinin ở lá lách và huyết tương. Có thể nói rằng là các chất kháng nguyên này kích thích phản ứng miễn dịch của ruột non và gây ra các phản ứng dị ứng. Hậu quả là sẽ làm tổn thương các tế bào vách ruột, làm giảm cái khả năng tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng ở vật nuôi. Yếu tố thứ ba đó là oligosaccharide. Thì oligosaccharide là một chuỗi đường dài gồm 3 đến 10 đơn vị galactose liên kết với nhau. Các oligosaccharide này thì lại không bị các enzyme tiêu hóa ở trong cơ thể phân giải. Chúng bị các vi sinh vật ở trong đường tiêu hóa lên men sinh khí, tạo ra các khí như là khí metan, carbon dioxide hay là hydro. Khi mà lượng khí ở trong đường tiêu hóa quá nhiều thì chúng sẽ gây chướng bụng, đầy hơi và gây mệt mỏi cho vật nuôi. Đồng thời thì oligosaccharide lại hoạt động như một cái prebiotic cho các vi khuẩn có hại, tức là một nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có hại, từ đó làm tăng cái nguy cơ gây tiêu chảy ở trên vật nuôi. Thì ba yếu tố này thì sẽ là một thách thức đối với vật nuôi, đặc biệt là đối với động vật non khi mà hệ tiêu hóa của chúng chưa hoàn thiện. Do đó là chúng ta nên giảm thiểu hoặc là nên loại bỏ các yếu tố này có trong thức ăn. Mọi người có thể tham khảo về một số sản phẩm như là khô đậu nành lên men hay là khô đậu nành đậm đặc để bổ sung đối với động vật non. Còn đối với động vật trưởng thành thì mọi người nên bổ sung một số enzyme tiêu hóa như là enzyme protease để làm tăng cái quá trình tiêu hóa cũng như là hấp thu chất dinh dưỡng đối với động vật. Và video của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe theo dõi. Mọi người có góp ý gì với em thì mọi người hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mọi người nhớ like, subscribe kênh để nhận thông báo khi có video mới nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người và chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.